Xin chào bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Ngày hôm nay thì trên tay của mình đang cầm là một chiếc smartphone hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt ở phần mặt trước cả. Tuy nhiên thì điều đặc biệt nhất của chiếc máy mình đang cầm ở trên tay đây nó đến từ phần mặt sau. Và đây chính là iPhone 7 Plus phiên bản màu đỏ ProRes. Và vào thời điểm này, cái chiếc máy iPhone 7 Plus bản màu đỏ ProRes mình đang cầm trên tay đây, mình có tham khảo tại hệ thống siêu thị di động TechOne đang có mức giá cực kỳ tốt, chỉ là hơn 14 triệu cho sản phẩm này thôi. Hơn 14 triệu sở hữu một chiếc máy 7 Plus 128GB màu đỏ ProRes, đó có lẽ là một mức giá quá tuyệt vời. Và trong video ngày hôm nay thì hãy cùng mình trên tay và ngắm nhìn xem rằng nếu các bạn bỏ ra 14 triệu, các bạn sẽ nhận được những gì từ chiếc máy này nhá. TechOne hân hạnh đồng hành cùng Cộng Review. Phần đầu tiên của video chúng ta hãy cùng nhau nói qua một chút về 7 Plus đã. Người ta hay nói một câu là tốt gỗ thường là tốt hơn nước sơn. Mình công nhận điều đó. Với iPhone 7 Plus, đây là một chiếc máy mình đánh giá rằng phần tốt gỗ nó chiếm rất nhiều vì đơn giản cấu hình bên trong và những trải nghiệm của chúng ta với 7 Plus đang là quá tốt. Về thiết kế tổng thể mình khoan nói nhắc tới màu sắc đã, 7 Plus vẫn là một chiếc máy mang lại chúng ta một thiết kế rất đẹp, sang trọng với một cái màn hình 5.5 inch, độ phân giải là Full HD ở phần mặt trước này. Phần viền trên viền dưới tuy rằng khá dày, cầm nắm khá là khó nhưng bù lại thì to, tạo nên một cảm giác sang trọng. Phía dưới chúng ta vẫn có phần phím home được tích hợp Touch ID rất cao cấp và nó là một phần phím home dạng mới, dạng không thể ấn được. Vì đơn giản là chúng ta sẽ có một cảm biến rung ở phía dưới này mang lại cho các bạn một trải nghiệm ấn cực kỳ đã và sướng. Ngoài ra thì với thiết kế tổng thể mặt sau chúng ta sẽ có thêm một phần camera, nhưng camera của 7 Plus là chiếc smartphone được trang bị camera kép mang lại cho các bạn khả năng chụp ảnh chân dung cực kỳ đẹp. Phía dưới vẫn là logo quả táo và những phần viền anten chúng ta vẫn còn. Tuy nhiên cũng đừng quên rằng mình luôn nói một điều, tốt gỗ rồi vậy còn nước sơn có tốt hay không? Thì mình khẳng định luôn đây đang là một chiếc 7 Plus mình đánh giá rằng có nước sơn đẹp nhất mà bạn có thể mua được. Nếu như bạn là một người rất thích một cái màu sắc matte black, màu sắc mà nó nhám nhám, sờ không bám vân tay mà các bạn lại cảm thấy rằng màu đen nó không hợp với mệnh của mình mà bạn lại thích màu sắc nổi bật hơn thì đây chính là sự chọn dành cho các bạn. Sẽ có một kiểu thiết kế màu sơn giống với màu matte nhưng nó là màu đỏ. Các bạn thấy là màu đỏ mình đang cầm ở đây. ProRes nó quá đẹp luôn. Nó là một phần khung được làm hoàn toàn màu đỏ, phía trước chúng ta vẫn có phần màn hình màu trắng. Nhiều bạn nói rằng màu trắng đi với màu đỏ liệu có hợp hay không? Các bạn hãy thử nghe mình đi. Hãy thử nhìn ngắm một chiếc 7 Plus ProRes là các bạn sẽ yêu ngay nó, yêu từ cái nhìn ban đầu luôn. Nó đẹp, thực sự nó quá đẹp luôn. Cái phần mặt sau này được làm một cái tông đỏ mình đánh giá rằng không quá đậm cũng như là không quá nhạt. Và nếu như các bạn muốn mua tặng người thân của mình một món quà thì đây chính là một sản phẩm mình nghĩ rằng quá hợp lý. Để nói sâu hơn về một chiếc iPhone 7 Plus ProRes thì trước kia mình cũng đã từng có một video một sản phẩm này rất nhanh rồi. Và cái điều mình ấn tượng nhất không phải đến từ phần hộp mà đến từ phần máy này. Một chiếc máy mang rất nhiều ý nghĩa. Như bạn cũng biết rồi, ProRes không đơn thuần chỉ là một sản phẩm của Apple làm, mà đây là một quỹ hướng tới những nạn nhân HIV/AIDS ở trên toàn cầu, nơi mà chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều sản phẩm mang màu đỏ. Màu đỏ ProRes là một màu đỏ hoàn toàn khác biệt, mà không chỉ có riêng Apple đâu, không chỉ có riêng chiếc 7 Plus mình đang cầm ở đây đâu, mà trên thế giới chúng ta có rất nhiều những thiết bị được mang màu đỏ ProRes này, đơn giản là nhằm quyên góp để hỗ trợ những nạn nhân không may mắc phải căn bệnh thế kỷ. Thì mình nghĩ rằng một chiếc điện thoại chúng ta mua về không chỉ đơn giản là một chiếc máy mạnh mẽ, thiết kế đẹp, sang trọng, mà đơn giản bên trong chúng ta còn rất nhiều điều cần nói về màu sắc trên sản phẩm này. Và mình nghĩ rằng vào thời điểm hiện tại với những trải nghiệm của iPhone 7 Plus mình đang cầm ở đây thì hoàn toàn xứng đáng với mức giá như đã nói phần đầu video là khoảng hơn 14 triệu đồng. Với hơn 14 triệu chúng ta nhận được thiết kế đẹp, một chiếc máy mới được ra mắt vào năm 2016 thôi, cấu hình rất mạnh với con chip Apple A10 Fusion với 3GB RAM, khẳng định luôn là cấu hình này không thua kém quá nhiều so với Apple iPhone X, iPhone 10. Và ngoài ra thì trải nghiệm với camera chụp ảnh xóa phông của chiếc máy này vẫn cực kỳ sướng. Camera 12 chấm sẽ mang lại chúng ta những bức ảnh xóa phông phải nói rằng đẹp. Nó đẹp ở một cái phạm trù vừa phải, nó phù hợp với một chiếc smartphone. Chứ các bạn đừng so sánh camera xóa phông này với những chiếc máy ảnh mirrorless hay là DSLR đơn giản. Camera trên điện thoại nó có một cái tầm nhất định của nó. Và mình khẳng định rằng nếu như các bạn đang cần một chiếc máy di động, smartphone chụp ảnh đẹp thì 7 Plus sẽ làm được điều này rất tốt. Ngoài ra về những trải nghiệm bên trong chiếc máy này thì khi mình lên iOS 11 với sản phẩm này, mình sẽ có được những trải nghiệm thực sự rất là ngon. Nó phải nói rằng nó mượt mà, nó tuyệt vời và nó là đủ dùng cho nhu cầu của bản thân mình cũng như là rất nhiều bạn đang xem video ngày hôm nay. Và với pin 2900mAh thì 7 Plus chắc chắn rồi nó sẽ là một chiếc máy mang lại cho bạn trải nghiệm on-screen cực kỳ tốt. Phải nói rằng là mình dùng 7 Plus trong khoảng thời gian một ngày là hoàn toàn bình thường. Một chiếc máy mình đang cầm ở đây mà 5.5 inch trải nghiệm 3G, 4G liên tục trong khoảng thời gian một ngày thì chiếc máy của mình hoàn toàn là chưa hết pin ngay, mà đến tối thì mình mới phải cắm sạc chiếc máy này. Vậy nên thì tổng thể lại với những trải nghiệm với 7 Plus, đặc biệt là màu đỏ ProRes mình đang cầm ở đây thì nó sẽ là một sản phẩm cực kỳ đáng mua. Và đó cũng chính là những chia sẻ của mình về iPhone 7 Plus màu đỏ ProRes.
Có thể các bạn sẽ chọn mua cho mình những phiên bản màu sắc khác, matte black, jet black hay là màu vàng rose gold. Nhưng khẳng định luôn là nếu như bạn đã và đang sở hữu một chiếc iPhone 7 Plus màu đỏ như mình đang cầm ở đây, thì nó mới thực sự là một màu sắc cực kỳ độc đáo và cực kỳ đẹp. Vậy còn các bạn, những khán giả của Cộng Review, các bạn đánh giá sao về một chiếc 7 Plus mang màu đỏ ProRes 128GB mình đang cầm ở trên đây? Và nếu như các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể nhất về chiếc máy này thì xin mời truy cập website của TechOne. Còn bây giờ thì video của mình xin phép được dừng lại đây. Xin chào các bạn ở trong những video lần sau. TechOne hân hạnh đồng hành cùng Cộng Review.